Cùng với đảm bảo kế hoạch thu, Bảo hiểm xã hội tỉnh còn quan tâm thực hiện hiệu quả việc chi trả chế độ cho người tham gia bảo hiểm, gắn với nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chi bảo hiểm xã hội. Tính đến đầu tháng 4, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là gần 502 tỷ đồng, đạt 25,4% so với kế hoạch năm. Cũng trong thời gian này, đơn vị tiếp nhận 1.333 hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, 4.428 đề nghị thanh toán ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe. Định kỳ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 24.000 người. Tổng số tiền chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hơn 490 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng thực hiện giám định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 168.780 lượt người, tổng số tiền là 213 tỷ đồng.